Cái thứ hai, hình thức bên ngoài thì một vị thầy tu đúng thì xin thưa nó khó lắm. Nhưng mà cái hình thức bên ngoài á, mình có thể mình biết được một ông thầy tu tầm bậy thì nó dễ. Tại ông tu tầm bậy, cái hình thức bên ngoài nó nhìn nó dễ lắm. Đấy. Còn một người mà tu đúng thì xin thưa là cái hình thức bên ngoài, cái hình thức bên ngoài ít nhất oai nghi tế hạnh có giới, vì đó là vị có giới, vì đó là vị có tu tập, vì đó là vị có cái chí hướng hướng đến cái sự giải thoát. Mà Đức Phật nói như thế này nè, muốn biết được một người nào đó, muốn biết được một vị sư, một vị tỳ kheo nào đó, cái nội tâm của họ có cao thượng hay không thì anh phải xuất gia kìa. Chứ còn anh tại gia anh khó biết lắm, anh phải xuất gia ở chung thì nó mới lòi ra. Chứ còn xin gặp nhau, gặp có một bữa hai bữa thì gặp ông sư nào cũng tốt hết trơn, ở chung nhau nhiều thì nó mới biết được chính xác. Thứ nhất là ở chung, anh muốn biết được một vị tỳ kheo đó là có ngon lành hay không, thứ nhất là anh xuất gia anh ở chung với họ. Đấy. Rồi khi anh ở chung như thế đó, anh gần gũi thì tự nhiên là anh sẽ phát hiện được là vị đó có tu hay không có tu. Cho nên phải nói là bản thân sư không có dám nhận mình là người có tu hành ngon lành. Thành ra mà nếu như mà có ai đó mà xin ở chung phòng với sư thì nhiều lúc sư cũng ngại lắm. Tại vì mình biết mình, tự mình biết thân biết phận mình. Mình không có phải là cái kiểu giới hạnh trong sạch như vỏ ốc 100%. Cho nên đôi khi mình cũng ngại. Còn có những cái chỗ mà kín khuất mình không muốn cho ai ở chung nhiều, ở chung nhiều nó xì ra nó mắc cỡ. Đấy. Chứ còn mà những vị mà ngon lành ấy thì quý vị ở chung thậm chí ở chung phòng mà xin, mà mình như cái cô này, cái tên nữ thì xin thưa là thôi miễn rồi, không có ở chung phòng được đâu. Đấy, thì khi mà chúng ta gần gũi như thế thì chúng ta mới biết được là một vị có tu hay không có tu. Mà thời nay á, nếu mà quý vị kiếm được một cái vị mà ở gần mà cũng phát hiện là vị đó là tu tập tinh tấn thì nó quá ngon lành. Nhưng mà nếu không được như vậy thì ít nhất cũng có được một số cái đặc điểm mà chúng ta lấy đó làm thước đo. Đó là gì? Như hôm bây giờ, hiện tại bây giờ chùa đang vắng, chùa đang thiếu sư, thì khi mà tìm một cái vị sư về đó thì đôi khi mình cũng cần có cái một số cái tiêu chuẩn. Chứ không lẽ gì ông nào về cũng được thì nó kỳ quá. Tiêu chuẩn thứ nhất đối với cá nhân sư: làm ơn anh về chùa tôi, anh có tàm úy giùm cái, tôi biết hổ thẹn tội lỗi, biết ghê sợ tội lỗi. Anh có thể anh cái giới của anh không có trong sạch, nhưng mà anh làm ơn anh đừng có làm mất cái lòng tin của người Phật tử. Anh phá giới mà anh phá cho người ta nhìn thấy, để mà người ta nhìn vô người ta chửi mình á, thì phải nói là nó quá tệ. Đấy. Đối với cá nhân sư đó thì khi mình có tàm úy, không có chuyện là mình ngồi ở trước Phật tử mà mình mở máy mình chơi game. Sư xin lỗi chứ nhiều vị thì vị đó tâm không có nỗ lực tinh tấn, mà vị đó có nghe nhạc coi phim á, mà vì đó mở trước mặt Phật tử, có là ngồi chơi trước mặt Phật tử, thì xin thưa cái kiểu đó là hết tàm hết quý rồi, thì cái kiểu đó không dám chơi. Đấy, thành ra cái đặc điểm đầu tiên mà ưu tiên là làm ơn anh có tàm có úy giùm. Đó có nghĩa là nếu như mà anh cái giới hạnh của anh mà anh không có trong sạch được như cái vỏ ốc á, thì anh đừng có làm mất cái lòng tin của người Phật tử, thì cái đó là cái tiêu chuẩn đầu tiên. Đối với thời nay, có là cái thời mà kiếm một cái vị mà giới hạnh trong sạch 100% có khi phải đốt đuốc đi tìm. Cái thứ hai nó là cái gì?
anh làm ơn anh chân thật giùm cái gì có thì nó có, gì không thì nó không. Chứ còn mà anh một khi anh đã nói dốc nói dối rồi thì không có cái gì mà anh không dám làm hết trơn. Trời, sợ nhất là nhận vô cái người mà tay hơi nhám á. Tay nhám là sao? Đụng vô gì cũng dính hết trơn á. Đó, thì cái đó là mình không có tin tưởng được nhau thì không ở được với nhau. Thì đối với cá nhân sư, cái tiêu chuẩn của sư thì nó thấp hơn quý vị rất là nhiều. Quý vị cần một cái vị minh sư, nhưng mà sư chỉ cần một cái vị thiện hữu thôi. Ít nhất là anh có tàm có úy giùm cái. Nếu mà anh có đức hạnh thì nó quá ngon lành, nhưng mà ngay cả trong trường hợp anh không được như vậy thì cái tàm cái úy nó đỡ nhiều việc lắm. Và cái thứ hai, anh làm ơn anh chân thật sống với nhau, sống với nhau mà sống bằng cái tấm lòng chân thật, không có lừa dối, thì mình sống với nhau được lâu dài. Đấy, quý vị muốn đặt câu hỏi thì quý vị hỏi ở đây ha, chờ tí xíu. Đấy, muốn đặt câu hỏi thì hỏi ở đây.